đây là đâu mà đẹp và kiểu vậy? Hello, đang làm gì vậy? Tao đang ngủ. Tại sao lại ngủ đứng như vậy? Nói chung là tham gia chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt thì các diễn viên chính, MC chính đều biết ngủ các kiểu. Ví dụ như là ngủ đứng, ngủ lúc đang ngồi, rồi là nói chung là các bạn thấy lúc lên hình chúng tôi rất là tươi, rất là đẹp, nhưng mà thực chất là chúng tôi đã thức từ rất sớm và luôn luôn là những người thiếu năng lực. Ngày hôm nay Kayo thức từ 4 giờ sáng để Kayo làm tóc và makeup. Đó là lý do tại sao Kayo nhìn như là một thảm họa. Là mọi người phải có mặt lúc 5 giờ 45 và thành đúng xuất hiện lúc mấy giờ? 6 giờ rưỡi. Xem rồi.